thay một xích đấy đi. Thay xích á? Ừ. Thay cả cả dây xích ạ. Ừ, thay viên cảm xích. Vâng. Thay viên cảm xích mới. Nó rất bảo đảm. Vâng. Để quay lại. Đỡ với lỡ nó cái độ của trùng của nó hơi trùng này. Còn cái này nó căng, hiểu không? Cái là nó sẽ cái này. Vâng. Nó sẽ ngược lại ở sau đây nó nên thay cái xích hả? Ừ, vâng vâng. Đấy, rất là may mắn nha, có bác Hưng nối xích cho không thì giờ này là vẫn còn đang kéo nhau nhá. Bác Hưng ở xóm gì con nhỉ? Không biết như nào. À, con nhắc lại xem bác ở xóm nào. Đây này. Cần lương an dân tuy an. Rồi, bố con cháu cảm ơn bác ghi lại ít hình ảnh. Rất là may mắn có. Rồi, xin cảm ơn bác.